Giờ là muốn có vai diễn là phải ngủ với đạo diễn hay sao? Dạ cũng được anh. Được ha. Dạ đạo diễn là dễ dãi lắm, anh ok là được. Bắt tay lên nè, gài hàng anh Nghị nè. Giờ muốn mời phim anh Nghị không? Không, nói giỡn chứ, cho em coi kịch bản đi. Okay. Hợp vai anh mới dám nhận chứ không hợp vai nhận làm mượn phim của tụi em chết. Học được thì anh. Anh đóng năm chính với em. Trời đất ơi. Cùng với lại ekip phim Mương Nguyễn Xương Rồng cũng như là phim Muôn Kiểu Làm Dâu rất là vinh dự để mà tham dự buổi họp báo ra mắt giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2020 ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lên đây nha. Ok anh em ơi, mình có chen vô chứ để mình chửi đó. Sao lộng lẫy quá vậy? Sao màu mè quá vậy? Để em cần màu mè ra Tết lên. Cần Tết cái công ty công ty. Để mình chung mình thành viên rồi. Đây là anh đoàn diễn của phim Vương Nguyễn Xương Rồng. Nhớ có can lần xíu nha Ngọc. Mình có trang mà đâu có sao. Mình có trang mà mọi người cắt chứ. Nhớ hơn hả không? Nhớ hơn hả không? Bảo Lục Trung. Trọng. À, Bảo Lục Nguyễn Trung hả? Dạ. Trọng quá. Dạ, chú Vương cũng không dám khen à. Dạ, chú Vương dễ thương quá. Dạ, trời ơi, anh khen gì trơn á. Má dễ thương ghê. Chú không dám chưa mà chụp hình với con tắm đi. Chụp hình không? Em cần quay chụp cho con tắm hình đi. Mình chụp hình mình tháo khẩu trang ra. Rồi. Rồi. Cảnh ba tay mới được. Ok anh, ok anh chụp đây. Không, nói giỡn chứ, cho em coi kịch bản đi. Okay, okay. Hợp vai anh mới dám nhận chứ không hợp vai nhận làm mượn phim của tụi em chết. Học được thì anh anh đóng năm chính với em. Trời đất ơi, để sao mà không thiệt mà cái vai này nó rất hợp với anh nhưng mà không có dám mời. Học được anh mượn chị Hai đóng cũng được. Rồi Hai bây giờ đắt xô nghe em nha, đắt xê là cao hơn em nha. Tại vì bút Hai là bút cả em để em đi điều khiển cái đó nên phải mất tiền hơn. Điện thoại đó ta nói biên kịch
lấy mail của Nghị đi, gửi cho Nghị. Có Facebook anh Nghị chưa? Có. Em gửi cho anh cái tóm tắt về lý lịch nhân vật. Không cần đâu anh, em có kịch bản luôn rồi, gửi cho anh luôn. Em kịch bản làm sao lọc hết được? Kịch bản có 8 tập mà. 8 tập là... Ráng đọc đi. 300 trang. Không, trời ơi, 8 tập mà làm gì tới 300 trang anh sao? 8 tập à. Nhưng mà anh Nam đạo diễn đúng không? Anh Nam. Phải là anh Nam đạo diễn nha. Anh Nam phim trước của em, con Nam cũng đạo diễn mà. Anh đạo diễn em ơi, em đạo diễn. Có phim nghĩa nói rồi, em không thấy. Anh cho em mê quá anh đẹp. Anh Nghị. Không có nhảy. Chị hồi đó anh Nghị cũng có nhắn tin Facebook cho em với bộ tưởng tìm em, không có tìm người ta. Tìm ai? Tìm Thúy Anh. Ai vậy hả? Trời, anh nhắn tin cho em mà không nhớ luôn anh Nghị. Luôn. Số điện thoại gì mà đẹp dữ vậy? Thì người sao lấy số điện thoại gì chứ? Đúng không anh? Người sao số điện thoại gì? Sao có số điện thoại đi cho em biển số xe em đi cho em luôn nha bộ. Ừ. Đẹp lắm. Trời ơi, biển số giống biển số em luôn á chị. Biển số xe em luôn. Bây giờ là cái máy này là của chương trình khai thác hay là của em? Của em. 100%. Của em. Không biết luôn á, bây giờ YouTuber nhiều quá. Không biết đường nào mà lần anh yên tâm đi, bên máy nào mà né luôn. YouTuber bên em không có vậy, đừng lo. Một lần tôi đã bị khai thác một cái hình ảnh mà gọi là không chịu cắt ghép. À em nhớ rồi, bữa trong tham gia chương trình à, nhà cầu Vũ Nhí với anh Nghị, bữa đó anh Nghị chạy xô dữ quá, anh Nghị ngủ gục. Ôi bữa đó buồn ngủ đúng rồi. Nhưng mà bữa đó phải về coi cái clip chưa, mắc cười lắm. Cái clip anh ngủ gục quá, người ta làm cái clip mà ngáy ngáy lên nữa sao. Trời ơi sao mà kỳ dữ trời. Thì kỳ như vậy. Thôi xong chưa? À. Em đợi bạn gái em này em mới vô. Quá à. Chị tin. Ê, cháu chú sao mày cháu. Sao chú? Cháu mày cháu. Em quen rồi, muốn nói bậy. Bị bậy gì mày vậy? Nói đổ đi. Em trả lại em nè. Dành dùm chút các ông. Ủa mà anh Trân có kênh YouTube không? Mắc. Không. Mắc sao mà kênh YouTube không? Tao bị tụi nó đừng nghe đó đó, cũng đang kinh vậy nè. Không, cái này của con không sao. Không, mà cũng nó bậy thì chết. Không. Không, ý nói là coi lại cái clip của thầy Minh Nhí giả chọc cười muốn chết luôn. Cái tại tao luôn nó bậy. Trời ơi. Thầy Minh Nhí giả chú Sơn á, mắc cười lắm. Ủa, rồi con người mình chọc phim gì? Dạ, chào mừng ba nha. Hôm nay giả luôn nghĩa mất quá rồi. Ừ, cái gì? Rồi... của sao xanh phải không? Dạ khó lắm, giờ đút lót ai bây giờ em à? Không, thủ với anh Nam. Đút lót em hay là hai em thủ với đạo diễn này hay là gì? Anh đạo diễn chương trình này hả Nam? Con ngồi đi, con làm gì con đứng nè? Con đứng cho anh dáng con nó đẹp. Nó gặp anh giờ anh hỏi cũng khó đó, bây giờ anh ngồi lại sao nó phải đứng chứ. Nhưng mà mình lát mình vô cổng không có cổng gì không? Dạ không, không sao. Mà có đó là làm gì cho bộ đi mà, họp báo. Họp báo có những công việc sẽ gọi. Chọn là mình chọn. Chọn là mình chọn. Ủa vô đó là có nghĩa là ai là được giải cái vô đó cho quay hay là chúc Tết là xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật và khán giả bình chọn. Thăng thờ trên Quách Ngọc Quyên Official mã số bình chọn W26. Tóm sân si kênh diễn viên Duy Khánh mã số bình chọn W27. Đại kê chạy đi kênh Hồng Vân Entertainment mã số bình chọn W28. Ông trùm Bùi Viện kênh Ưng Hoàng Phúc mã số bình chọn W29. Kẻ sang tin kênh Minh Hằng Official mã số bình chọn W30. Xin chào Papa kênh Tuấn Trần Official mã số bình chọn W31. Bộ tứ Ban Gia kênh Thu Trang Official mã số bình chọn W32. Chuyện xóm tôi kênh Thu Trang Official mã số bình chọn W33. Vương miện xương rồng
kênh Hồ Bích Trâm Official, mã số được chọn W34. Tam Thế Tử, Galaxy Play và Atofilm, mã số bình chọn W35. Rồi xong chị Khang Tiến một tuần chưa hết chị Trâm. Dạ Khang Tiến hỏi vậy đó, chị Khang hỏi hoài quá. Anh hết. Thôi giờ đi ăn bánh tuần là chưa hết Khang Tiến. Ờ. Vâng, hoài. Rồi ba ngồi đây, ba ngồi khọt ha, hay ba.
rồi chụp đàn ông với chị má. Ông lúc nào cũng vui vậy đó trời. Bữa nay chụp con lại nha, chứ cái hai bạn anh cảm ơn. Chụp với mày nữa. Có xin người đàn tóc nha. Đứng góc này nè. Lặn quá chị. Không người luôn. Ba người vô luôn nè. Dạ em cảm ơn à. Dạ dạ. Trang của mình đã mất tiêu rồi. Ủa cái này tên của anh? Tên em nó lên nè. Trời cái gì mà hai máy chị em dữ vậy. Hello, cái chân mấy sò. Hello, cái chân mấy sò. Hai ra ngoài rồi, chị kêu đi ra ngoài, xong mình ra ngoài mất tiêu rồi. Giờ vô đây lại đi, giờ nó tắt nhạc rồi nè. Ủa là vậy đi hẹn kia mấy giờ đi luôn vô. Vậy đi luôn ha, kiếm chỗ nào ngồi đi. Thì kiếm chỗ nào ngồi bàn rồi dưới đi, xong rồi gọi nó bàn là cũng tới 6 giờ luôn rồi đó. À, ngày hôm nay thì sau khi họp báo xong thì mình với chị Thanh Thánh Thiện với lại anh Thành Nam đạo diễn sẽ đi họp bàn diễn viên phim Tết. Cố lên. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người ạ. À.